Ngày 26 tháng 8, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn đã tổ chức bàn giao nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà được bàn giao cho hộ bà Phạm Thị Bé Thu, cư ngụ khu vực Hòa Thạnh, phường Thới Hòa, trị giá 50 triệu đồng, được Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận dân động tổ chức nhà từ thiện Phật giáo Hòa Hảo, thành phố Cần Thơ tài trợ. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm do Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động. Từ đầu năm đến nay, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của quận Ô Môn đã dừng động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 56 căn nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Qua đây, phần nào giúp đỡ các gia đình có được nơi ở ổn định, an tâm lao động dương lên trong cuộc sống.